Em Đạt chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em Đạt muốn gửi tới quý anh chị cô chú một cái lô đất. Nó thuộc ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha anh chị. Khu này là khu Tân Trung của Phước Tân nha anh chị. Thì trong này thì đa số là phí ông nghỉ dưỡng thôi anh chị ơi. Dân Sài Gòn về người ta đầu tư ở đây để nghỉ dưỡng. Thì cái lô đất của mình là nằm mặt tiền đường nhựa 8 mét nha anh chị. Đi ra ngoài này tầm khoảng một cây số là tới bến xe của Ba Tô. Bến xe Ba Tô của thị trấn Phước Bửu anh chị. Thì bằng gần 1 km là nó đầy đủ tiện nghi luôn. Nó đi biển Hồ Tràm là tầm khoảng 7 cây số thì đi xe máy tầm khoảng 7 tới 10 phút thôi là tới biển Hồ Tràm rồi anh chị. Ở đây khu dân cư mà toàn là nhà nghỉ dưỡng thôi. Anh chị đi ra đó tầm khoảng và trăm mét là đa số là view nghỉ dưỡng. Mình đi hướng này mình cũng thông ra. Ở trong này thì ít chuyện hơn anh chị, nhà thưa thớt thôi. Cái lô đất của mình sát bên cái view nghỉ dưỡng này. Từ cái hàng rành này đổ luôn. Nó sau lùi 74 mét nha anh chị. Nó ngang 20, mặt tiền đường nhựa là 20 mét mặt tiền. Nó sau lùi 74 mét, nó có 100 thổ cư. Thì cái khu vực này ngay trước á là nó trên 300 triệu một mét. Nó dao động tầm khoảng 320 cho tới 340 một mét. Một mét ngang anh chị, ngang một mét ngang mặt tiền ấy. Mà hiện tại bây giờ là gia chủ đang kẹt tiền bán với giá là chỉ 235 triệu một mét thôi anh chị. Gia chủ cũng kẹt tiền cho nên bán giá này để ra nhanh hàng anh chị. Thì anh chị cô chủ nào mà thích cái bất động sản kiểu dạng mà nằm trong cái khu nghỉ dưỡng ấy, thì liên hệ tới em Đạt qua số điện thoại của em Đạt, thì cũng có ghi tên cái ghi chủ của kênh YouTube của anh chị. Anh chị cứ nhận vào là thấy số điện thoại của em đây. Ngang 20 sau 74 100 thổ cư nhanh chị. Khu nghỉ dưỡng Tân Trung bán giá 235 triệu một mét. Em Đạt chào quý anh chị cô chú.